Vâng, đang lại lên sóng cho cả nhà mình con xe cầu đấy nhá. Con này thủng thành mới hết nhá, mới lắp tôn đồ lại này, bằng sau mới luôn. Cầu 2,5 thắng hơi nhíp 2 tầng. Thùng có 10 ốc đôi. Xuất xe thẳng này. Đà nó đây. Số 5 tấn nhá. 5 tấn 9 ốc, phốt Hyundai. Phốt nhẹ nhàng cô giáo hết này. Đây, đúng rồi. Đùi lớn cùng cái bài bán nha, lúc trước là mới thay này, đây là C 650 12 mầm dày. Đó cũng lớn nha. Bụng cáp 16. Máy 33 dương đông. Cặp lúc trước là mới thay nha. Một con nhông, con ba lá. Bình 120. Máy chè mấy đồ đầy đủ nha. Xe khá là đẹp. Đầy đủ đồ chơi, giá hợp lý. Quay nó hơi tối. Ok.